Ok mọi người, hiện tại thì ba đứa mình đang ở chợ Cái Giày và đang mà vô chợ mua ít đồ để vô thăm bà Thạch Thị Do ha bạn. Thì bà là người già neo đơn và bị tật nữa. Thì bây giờ ba đứa mình sẽ vô chợ mua ít đồ vô thăm bà nha. Ok, đi vô. Ok mọi người ơi, thì mình đã đi chợ xong rồi, mình mua được ít rau với ít gạo. Bây giờ ba đứa mình sẽ di chuyển vô nhà của bà để mà thăm bà nha. Ok đi thôi, đường đi hơi là lang thang luôn. Tôi không biết bạn hiểu như thế nào về việc làm thiện nguyện. Chúng tôi không có quá nhiều tiền như các mạnh thường quân. Hành trình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài ký gạo, ít đồ ăn mà chúng tôi mang vào, có thể cùng các người già neo đơn nấu một bữa cơm đơn sơ đạm bạc, mang lại một chút ấm áp của gia đình cho những người cô đơn, những người già và khó khăn. Tôi biết có rất nhiều người nói chúng tôi làm từ thiện, vậy đăng video làm gì? Mục đích của chúng tôi làm video này là muốn gửi đến các cộng đồng, gửi đến các mạnh thường quân rằng ở đâu đó nơi vùng đất xa xôi và hẻo lánh vẫn còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn và cần giúp đỡ. Chúng tôi chỉ là hạt cát nhỏ, không thể nào giúp đỡ hết các hoàn cảnh vượt qua khó khăn hiện tại được. Nên mong là các mạnh thường quân khi xem được video này có thể đến hỗ trợ và giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn, các người già neo đơn thêm một chút gì đó động lực và tình thương ấm áp. Điều duy nhất mà chúng tôi muốn nhận lại được từ các hành trình này đó là một lời động viên, một lời khích lệ tinh thần từ các bạn, từ các người xem, để cho chúng tôi có thêm một động lực, có thêm niềm tin để bước tiếp và đi tiếp những hoàn cảnh khó khăn khác. Tôi hy vọng là các bạn sẽ hiểu những việc tôi làm. Đi. Ok mọi người ơi, tới rồi, giờ mình sẽ đi vô trong thăm bà em. Đó, bà nằm đó. Dạ, chào bà với lại, thưa ông với lại. Dạ. Dạ. Cái ghế trong kìa. Dạ dạ. Dạ. Không gài là cái chị con qua đây ngồi nè em. Để đồ đi ngồi vô. Lên nhà rồi trời mưa lại vô, trời mưa vô ướt nhà, móc tiền phải cho người chút rồi sửa nhà, đừng có cần mua cửa để vô, người ta chưa làm cho. Dạ. Này nhà tình thương hả cô? Nhà tình thương rồi, mẹ còn sống, mẹ mù. Dạ, là thời của mẹ của bà đó hả? Mẹ mình nên mẹ cái mình nên tôi. Dạ, là bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 65 tuổi sao? 65 tuổi. À, hôm trước con có tình cờ thấy cái video của bà ở trên mạng á, à, con có xin địa chỉ con vô con thăm bà. Này chân của bà là bị gì sao vậy bà? Con mắc bệnh cáo, nó nổi chỗ này cục như này rồi giống một nhọt cái nổi lên xì giống cá chết sình vậy á. Được 2 đêm mà đi vô bệnh viện 2 đêm nữa cắt cưa giò luôn. Trời. Còn người Việt tôi biết kêu, người Việt tôi biết kêu, không phải bệnh từ rồi. Người Việt tôi biết, người Việt tôi biết kêu. Dạ dạ. Là bà bệnh này, bà bị cái này là năm bao nhiêu tuổi vậy bà? 5 rồi. 5 rồi. Trước Tết 1 tháng. Dạ, vậy là mới đây hả bà? Dạ, mới đây. Dạ. Hiện tại là bà sống một mình hả? Sống một mình đắt nó cơm, rồi mượn ổng đi mua cái này, mượn mua thuốc uống. Dạ. Bằng ngày uống thuốc bắc, thuốc mệt nè, thuốc mệt ăn. Dạ. Rồi bằng đêm nó rất tối rồi uống thuốc này mới cái giò nó không đau. Dạ, là tối nó hành bà đau hả bà? Hành cứ nó giật này, nó giống giật vậy đó. Rồi dạ. Ôm gì nè, nằm ngủ ôm cái giò lên cứng vậy nè. Dạ. Khoảng chừng 5 phút 10 phút nó hết luôn ra rồi ngủ. Rồi trời lạnh nó mới nó làm, trời nắng không có. Là mỗi ngày mình phải uống thuốc vô gì hả bà? Uống thuốc vô là thuốc này nó ở trong đây. Dạ dạ. thuốc nè, thuốc nóc nè, hôm nay thuốc mệt, hôm nay thuốc nhất cái thuốc đậu. Này hiện tại bà sống một mình à? Sống mình. À, không có chồng không con hay sao vậy bà? Con đứa con nó sống ở bên chồng nó, rồi chồng nó chết, ổng đứa con 5 tuổi đi cắt trạm hướng thành phố. Dạ. Hướng thành phố gì không biết, nó chỗ cắt trạm. Sáng giờ bà ăn gì chưa bà? Ăn cái bánh rồi chưa nấu cơm, tinh răng nấu cơm. À, được rồi, để con có mua đồ kệ tí nữa con nấu cơm cho. Con tí con. Thôi tí con nấu cho bà. Phải cảm ơn con. Nửa lon hơn nửa lon chút ăn ngày tới tối không hết nữa. Dạ. Rồi mua bánh ăn thêm cho đừng cho nó. Dạ. Bộ cái này là cái quay về mình Úc đi mình. Bên kia cũng thì hồi sau nhà cũng về luôn. Dạ là cái đề này là sao bao lâu rồi vậy bà? Quân ta hả? Đất này đất quân ta, người cậu trước cho, rồi lúc mẹ còn sống cậu trước cho. Dạ là cậu cho bà. Con mẹ cho mẹ ở rồi mẹ qua đời rồi ổng không đuổi, ổng nói cho ở luôn, đuổi người cháu đi đâu. Dạ. Ở luôn á. Thấy xung quanh đây quá trời ấy luôn, quá trời gác rồi nó lên quá trời luôn. Tại mở cửa không được, tại tôi bể đồ á. Rồi bên kia cũng bìa đó, nước nó tràn vô cô, nước tràn vô ta cho tiền người này lúc tôi mất tiền được 5 triệu, tôi lót đừng khúc á. Dạ. Lót đừng khúc cái cửa hứa chứ gác, tôi bỏ rồi mua cái cửa nó thợ nó. Chưa chút là làm cho nó cắn cửa vô cho. Dạ. Cái này chắc nước nó lên nó hôi lắm ha cô? Thôi, có tiền tôi mua vọng cây để bên bển nằm nó không. Dạ. Hôi. Hay quá trời vô luôn. Nó hôi lắm, chừng nào trời mưa á. Trời mưa tôi có nó thì hôi lắm. Tôi chạy vô nhà ngồi bên bển. Dạ, dạ. Trời nắng thì nó bớt đau, không bớt đau, còn trời lạnh nó giật nó. Rồi dạ. cầm cho cứng gì đó nó không đau. Là bà hiện tại là bà ở nhà, bà có đi làm gì thêm không? Hay là bà chỉ ở nhà thôi? Đi đâu không đi được. Đi qua bệnh đâu có đi được đâu. Bò lướt đi đó. Dạ. Nhà lấy cái giải này ra, đi vô nhà lấy giải này lót một cái đi. Dạ. Không thôi thì lấy ghế, hồi lúc nhà chưa lót nền gì á, lấy cái ghế này ngồi bên đây ngồi bên đây hai cái ghế. Nên cái ghế này để nó bằng cái. Dạ. Là rồi giờ còn gọi giờ thì mình sinh hoạt bình thường hả bà? Và mình rồi hàng ngày thì bà ở đây rồi bà sống sao? Anh mấy nội cháu này nó cho, mấy nhỏ em này cho đồ ăn. Rồi ông này đem đồ ăn lại, ông tuần nghiệp ông đem đồ ăn lại. Dạ. Cho bữa sáng. Là hàng xóm hay sao bà? À, bà con bên vợ lớn. À, bà vợ lớn ổng là tôi kêu Vân Thiếp, ổng kêu bằng cậu. Dạ. Còn ở đây đi á, ông chạy xe đi chợ khám bệnh bật riêng mới về, ông kêu ổng dùng thuốc cho. Dạ. Ông chưa đi về, xe ổng đậu thuyết á. Thấy đây quá trời dơ luôn, gùi quá trời luôn nè. Trời ơi, tôi thăng hạng trời, tôi đây ăn tiền luôn. Vừa để một đống như nè. Tại này đất của người ta hay mình cũng không làm gì ta, được. Đất người ta, nhà bên bển người ta chết hết trơn rồi, con ta vợ nhà đi qua bệnh, sao tôi chót á. Đốt, phải nước quá trời nước luôn gì. Còn nhà bên đây không ai bỏ đâu, nhà bên đây. Ta nói chúng ta cho bỏ, ta nói chúng ta cho bỏ nặng lắm á. Ta nói mình không biết được. Cô nói ngay đi công an xã cũng lại la cái út đừng bỏ việc đi quốc bắt đầu thấy. Bình thường thì có nhiều mạnh thường quân đến thăm bà không bà? À? Mấy người mà lại thăm bà có nhiều không? Bình thường có nhiều người lại thăm bà không? Mới lại mấy ngày nãy à? Là có cái chị lại đúng không? Ừ. Dạ. Có chị ở đâu đó? Ở gần đây là chị cũng ở gần đây. Ở đây ở đâu đây nè? Dạ. Có người trẻ tuổi ở đây nè. Dạ. Ở đây mình có đi khám định kỳ không bà hay là sao? Đi khám thuốc mới về và lại ông bác đã thuốc đây nè. Đi khám ăn đi. Đi khám đâu luôn thơm. Cho ông mượn mà ông lấy bảo hiểm mình á với con sọ mình rồi làm giấy trong ấp. Đi xã ký rồi đi vô bệnh viện đưa người ta khám cho. Mình phải đi nói mình bệnh gì mình giúp gì người ta lấy thuốc cho. Dạ. Đi chung người không sao. Dạ không có xe đường. Đây là cái giường của bà. Trong nhà này là cái mạnh thường quân các bạn, và mình mới nhận được của cái chị kia, thì chị kia có giúp đỡ một lần rồi thì có thể là đã cho một tiền để mình lót cái nền cho nó cao hơn, sạch hơn hả Vân. Còn bên trong này trong nhà rồi to nó hư cũ hết trơn, thời của mẹ của bà để lại tới giờ là lâu lắm rồi. Còn thấy quá trời hôi luôn bà. Thôi quá trời luôn là đi kế bên đống rác không tên luôn, nguy hiểm. Ở phía sau cũng là đống rác luôn hả bà? Ở phía sau nhà mình cũng là một đống rác luôn hả? Không có đống rác đó, có đìa. Cái đìa hả? Có nhà bên kia. Dạ. Cái nước để lên quá trời mùi luôn rồi. Dạ đây có nhà thôi rồi. Rồi bình thường một mình bà gì rồi bà nấu ăn sao bà? Bà nấu được không? Cơm gì nè. Để gì nè, rồi để trước thảy vô nữa, để trước thảy vô. Rồi tới giường để vô giường. Rồi bò lên trển bò. Rồi. Để gì nè. Để gì nè, cái bò đứt đi. Đứt tới bắt đầu đi một khúc nữa bỏ khúc nữa. Là bình thường là bà chỉ nấu cơm thôi hả? Còn đồ ăn là mọi người cho. Mọi người đã đi gần. Là chứ là bà không có nấu đồ ăn. Ừ, không có đồ ăn. Dạ. Nhiều khi cũng nấu nhá, nhiều khi mình làm gì cũng nấu cả ngày đi. Lâu lâu mới nấu lần. Dạ. Thì con có mua đồ vô nấu cơm cho bà. Dạ. Dạ thì để con nấu cơm cho bà ha. Không. Vậy con chú này là hay đem đồ ăn cho bà đúng không ạ? Thì con gửi chú đồ ăn ha, rồi chú chiều chú nấu chú đem vô giùm bà giùm con ha. À, chú đem về chú. Dạ, dạ. Rồi vậy con có ít gạo, con gửi bà giữ gìn sức khỏe vậy bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi vậy nếu như gì con tính vô con nấu ăn cho bà vậy. Không chịu được. Dạ vậy thôi vậy ba con xin phép về trước nha. Dạ. Dạ, con có bà giữ sức khỏe nha bà. Dạ. Con khỏe mạnh nha. Dạ. Bình bằng giống ba kia. Dạ dạ. Dạ thôi con phép con về. Dạ. Dạ con về không? Dạ. Ok mọi người ơi, thì ba đứa mình vừa đến thăm nhà của bà xong, thì hiện tại thì các bạn đã thấy được xung quanh nhà của bà và hoàn cảnh của bà hiện tại rồi. Thì đây là bà Thạch Thị Do các bạn, ở ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Thì bạn nào có coi clip này hoặc là ở gần đây thì có lòng hảo tâm hoặc là có muốn ủng hộ bà thì hãy đến địa chỉ này ha, mình sẽ để thông tin và số điện thoại của bà bên dưới. Thì mọi người nào có muốn đến thì có thể liên hệ với bà trước nha. Bây giờ ba đứa mình sẽ đi về.